Không xong rồi, không xong rồi. Kinh thành xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì vậy? Nữa, có chuyện gì? Người Đông Doanh lần trước đến hoàng cung tỷ thí đó lại trở về kinh thành rồi. Người Đông Doanh nào? Người tên là cái gì Tùng, cái gì Ngũ Lan đó. Hắn còn nói là muốn tìm mỹ đại nhân người đó. Tìm ta? Ta đâu có quen người Đông Doanh nào. Người quen đó, cái tên Văn Tùng Ngũ Lan. À, đáng lẽ hắn quay lại để tìm người về trả thù, nhưng mà không có tìm được người. Cho nên gần đây hắn mới ở kinh thành tìm các đầu bếp tên tuổi để khiêu chiến. Hắn nói phải dùng cách này để ép người ra thi đấu với hắn. Nếu người còn không chịu ra, hắn sẽ gỡ hết bảng hiệu của tất cả các tiệm ăn trong kinh thành đó. Phải đó, lần nào hắn cũng thắng. Bây giờ đã có rất nhiều tiệm ăn bị hắn gỡ bảng hiệu hết rồi. Mễ đại nhân, huynh có ứng chiến không? Ứng chiến gì chứ, ở đây có bao nhiêu chuyện để làm, ta đâu có rảnh mà ứng chiến. Mễ đại nhân, nếu người không ra ứng chiến, sớm muộn gì toàn bộ quán ăn trong kinh thành cũng sẽ phải đóng cửa hết đó. À, vậy sao? Nhưng mà nếu đi một mình á, sợ lắm. Ơi, đơn giản thôi, kêu Thiên Bảo thiếu gia đi cùng mấy công tử là được rồi. Phải. Nè, liên quan gì ta? Hắn không đi, ta cũng không đi. Đi học hỏi đó. Đi thì đi. Tên Văn Tùng Ngũ Lan này có cần khoa trương vậy không? Tháo nhiều bản hiệu vậy à? Mễ Tiểu Ngư, rốt cuộc ngươi cũng chịu đến rồi. Văn Tùng tiên sinh, bây giờ ta ở đây, thật ra ngươi muốn cái gì đây? Ta muốn khiêu chiến với ngươi để trả mối thù lần trước thất bại. Vậy ngươi muốn đấu thế nào? Chúng ta ký hiệp ức sinh tử, mổ cá nóc. Hả? Không phải chứ, cá nóc có độc đó. Chính vì vậy mới có thể làm nổi dậy quyết tâm chiến đấu của ta. Văn Tùng tiên sinh, người trà thiện phòng chúng tôi rất là bận rộn, ta đâu có thời gian để mà đấu với ngươi. Ngươi muốn thắng phải không? Cái này là ngươi thua cho ta, bây giờ trả lại cho ngươi. Coi như ngươi thắng đó, được chưa? Văn Tùng Ngũ Lan, ta không muốn thắng mà không chiến. Ta muốn đấu một trận công bằng với ngươi. Không nói với hắn nữa, chúng ta đi. Phải đó, ở đây mũi nhiều quá. Nè, đừng phá hoại cây cối, tháo băng hiệu xuống đi. Nè, cho dù ngươi không đấu với ta, ta cũng có cách làm cho ngươi phải ra tay. Trẫm vừa nhận được thư khiêu chiến của Văn Tùng Ngũ Lan, đại sứ của Đông Doanh. Họ lại muốn cùng với Đại Thanh tổ chức một buổi tỷ thí trù nghệ. Họ còn nói rõ lần này là muốn tỷ thí giao công. Hoàng thượng, lần trước Đại Thanh chúng ta chỉ thua vì mấy hạt gạo, làm cho văn võ bá quan trong triều ấm ức trong lòng. Lần này họ lại khiêu chiến. Bây giờ đúng là cơ hội để chúng ta trả thù chuyện thất bại lần trước. Thiên Bảo, có nô tài. Trẫm quyết định chấp nhận lần khiêu chiến này, cuộc tỷ thí lần này giao cho ngươi. Bẩm hoàng thượng, thật ra sư phụ của nô tài đã từng thắng tên Văn Tùng này một lần. Chúng ta thật sự không cần thắng hắn lần nữa. Nhưng mà hắn lại tìm chúng ta hết lần này tới lần khác. Chúng tôi đã từ chối hắn rất nhiều lần. Hiện giờ ngự trại tiên phòng đang rất bận, không có thời gian đi thi đấu với tên Văn Tùng này nữa đâu. Thiên Bảo, điều mà ngươi vừa nói là ân oán cá nhân giữa các ngươi thôi. Bây giờ chuyện ở trước mắt là cuộc đấu hữu nghị giữa hai quốc gia với nhau, không thể gộp chung mà nói. Với lại lần này là cơ hội để Đại Thanh ta lập được uy. Ngươi là người đứng đầu ngự trà thiên phòng mà lại khoanh tay đứng nhìn sao? Nô tài hiểu rồi. Nô tài sẽ chuẩn bị thật tốt cho cuộc tỷ thí này. Vậy thì tốt lắm. Cái gì? Ngươi thay mặt ta hứa với hoàng thượng rồi? Hoàng thượng nói chuyện này không chỉ liên quan tới dinh dùng cá nhân mà còn là danh dự của Đại Thanh. Nhất định phải tỷ thí với tên Văn Tùng Ngũ Lan đó. Ta đã nói là ta không tỷ thí rồi mà, ngươi còn giúp ta đồng ý nữa. Vấn đề không phải là chấp nhận hay không, mà là mệnh lệnh của hoàng thượng, ai dám không nghe. Bây giờ kêu người mổ cá thôi không sao đâu, không phải người đã từng thắng hắn một lần rồi sao? Ngươi thì biết cái gì? Bình thường ta đấu giao công với hắn, đấu cái gì cũng không thành vấn đề, nhưng lần này thì khác. Lần này là mổ cá nóc, bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Có cần nghiêm trọng vậy không? Có cần lớn tiếng vậy không? Mổ cá thôi mà. Ngươi thích tỷ thí hả? Vậy ngươi đi tỷ thí đi. Mấy công tử à, khoan đi đã. Mấy công tử, lúc thì dịu dàng, lúc lại nổi giận, đúng là phiền phức. Lão Phùng, có chuyện gì vậy? Hả? Chuyện gì vậy? Hả? Thì chuyện tỷ thí mổ cá nóc với tên Văn Tùng Ngũ Lan đó,
con gái của ông không chịu đi. Thật ra là nếu như ông ứng chiến thì thắng chắc rồi. Ta ứng chiến là sao được? Ta đã lớn tuổi, mắt đã mờ, tay lại run. Với lại chuyện mổ cá nóc đâu có đơn giản. Bất cẩn cắt trúng nội tạng, chất độc dính vào thịt cá, ăn trúng sẽ lủng ruột mà chết. Vậy là chết chắc rồi. Vậy chưa chắc, chín phần thôi. Lão Phùng, hay là ông dạy tôi vài chiêu mổ cá nóc đi, nếu không thì tôi sẽ chết đó. Ê, được rồi, lấy mặt ngươi đó. Chỉ ngươi vài chiêu, tuy là con này không phải là cá nóc, nhưng cái hay của nó, chúng đều là loài cá. Ngươi phải nhớ kỹ một chữ, là chữ ổn. Ồn ào cái gì? Trời ơi, không phải là ồn ào, mà là ổn định đó. Cá nóc độc như thuốc độc. Độc tố của nó phân bổ ở trong mật, gan, lá lách, thận, với lại ở gần những chỗ huyết quản trong nội tạng đều có độc. Nếu như tay ngươi không ổn định, cắt đứt một trong những chỗ đó, độc tố lan ra ngoài, bất cứ người nào ăn phải cũng sẽ bị lỡ miệng, lỡ ruột. Trời ơi, không thuốc cứu chữa. Không thể ngờ con cá nhỏ này lại có thể lấy mạng người. Nguyên con cá chỗ nào cũng có độc hết. Ăn thử một miếng chắc cũng không độc lắm đâu. Thiếu bảo, Lý Dị, Thiếu bảo làm sao rồi? Thiếu gia không có gì rồi, thầy y chẩn đoán rồi. Nói thiếu gia chỉ ăn có một chút cá nóc, uống nhiều nước một chút, độc tố được thải ra hết rồi. Tốt rồi. Thiếu bảo, thiếu gia. Thiếu bảo, ngươi sao rồi? Ta không sao. Ngươi như vậy còn nói không sao? Cũng may Lý Dị kịp thời cứu ngươi, ngươi ăn nhiều chút nữa sẽ chết đó. Đâu có dễ chết như vậy. Nè, bây giờ là giờ gì rồi? Bây giờ là giờ hợi rồi, còn hỏi làm gì vậy? Luyện giao công. Luyện giao công. Ngươi còn luyện giao công? Ta đã kêu ngươi nói với hoàng thượng là không tỉ thí, chịu thua là được rồi. Tôi không chịu thua đâu. Trời ơi, ẩm thực văn hóa mấy ngàn năm của Trung Hoa, danh dự của Đại Thanh, tôi sẽ không chịu thua tên Văn Tùng đó đâu. Thôi được rồi, cẩn thận một chút đi. Bên này nè, bên này cẩn thận đó. Thiên Bảo à.